Hai thái cực mẹ bầu Vebis, Võ Hoàng Yến bụng càng to lại càng quậy, kết quả tập tạ không môn nào chị buông tha. Mẹ bầu 32 tuần, đại náo sàn rất quấy. Võ Hạ Trâm bầu vượt mặt mà đam mê nhảy, tung bừng từ đám cưới tới khu trò chơi. Nhảy đi, tầng tầng tầng. Nhìn lại ngày trước Nhã Phương, Sam chỉ đi giày cao gót một chút mà dân tình đã phàn nàn. Hailey còn kỹ hơn, chỉ khám thai mới ra ngoài, không dám đi xuống cầu thang. Cùng mang thai như nhau nhưng cách các mẹ bầu Vebis dưỡng thai thực sự rất khác nhau. Có người ưa vận động, thích tung tăng đây đó, cũng có người vì nhiều lý do mà chỉ có thể nằm yên một chỗ. Võ Hoàng Yến là một mẹ bầu năng động, từ khi mới thông báo mang thai là cô nàng đã phấn khích hơn bình thường, không thể ngồi yên một ngày nào. Nào là đi ăn, đi chơi, đi khám phá đây đó, không thiếu một hoạt động nào. Người ta cứ nghĩ khi bụng bầu to hơn, nặng nề hơn thì chị đẹp này sẽ hạn chế lại nhưng tất cả đã nhầm. Dù hiện tại đã hơn 8 tháng, bụng to vượt mặt, trở thành mẹ bầu lực điền thì Võ Hoàng Yến còn quậy hơn xưa. Cô nàng vác bụng lên tận sàn catwalk trình diễn cực slay, rảnh rỗi là không thể ngồi chơi, phải vào phòng gym nâng tạ cho đã cái nư. Có khi chồng bận việc không thể đưa đi khám thai, chân dài này lập tức tự mình lái xe đi luôn chứ không cần nhờ ai. Có thể nói Võ Hoàng Yến là mẹ bầu khỏe nhất, cũng chịu khó vận động nhất từ trước đến nay. Một mỹ nhân họ Võ khác cũng khiến dân tình trầm trồ đó chính là Võ Hạ Trâm. Lần mang thai thứ hai này chị đẹp dường như hoạt động nhiều hơn hẳn trước đây. Ngay từ đầu thai kỳ nữ ca sĩ đã khoe mình rất khỏe, lần này bé rất ngoan, vậy nên thai kỳ cũng chẳng khó khăn gì. Thậm chí nữ ca sĩ này còn gia nhập hội mẹ bầu quậy nhất Vebis nữa, đi chơi cùng bạn bè thì đưa luôn con gái cho bạn chăm để thoải mái tung tăng vui chơi. Bầu vượt mặt mà vẫn quất giày cao leo đồi đi dự sự kiện, đi hát cực sung, lên nốt đã tai như thường. Đã vậy cô nàng còn đam mê nhảy bất tận, cứ có dịp là thể hiện khả năng trình diễn, thậm chí đấu với cả giới trẻ luôn. Vác bụng bầu đi đám cưới mà chị đẹp thành hoạt náo viên, nhảy tưng bừng nào có kém ai. Trước đây, khi Nhã Phương mang thai cô nàng cũng chỉ ở trong nhà tập yoga, tập thể dục để giữ dáng, luyện sức khỏe chứ nào có dám vác bụng quẩy bốn phương tám hướng như thế. Thậm chí đi đám cưới mặc lộng lẫy, đi giày cao một chút thôi là dân tình đã ý kiến rồi. Sam cũng là người đẹp giấu bầu cực kỹ, mãi tới khi lộ bụng mới thừa nhận. Phần lớn người đẹp này cũng theo phong cách bầu bí là nhẹ nhàng, làm gì cũng để ý trước sau. Có lần đi đám cưới vừa xỏ đôi guốc cao để chụp tấm hình với cô dâu chú rể mà đã bị dân mạng ý kiến, đến nỗi phải lập tức lên bài thanh minh ngay. Phương Oanh cũng thuộc team sơ hở là bị ý kiến, bao lâu mới lộ mặt một lần mà chụp bộ ảnh thời trang bầu sang chảnh, nhưng khán giả chưa khen nhan sắc được bao nhiêu đã ý kiến mang thai ai cho đi giày cao rồi. Lại có những người đẹp mang thai thực sự vất vả và gian nan hơn rất nhiều vì thể trạng và sức khỏe của họ không được tốt như người bình thường. Chị đẹp Thanh Ngọc suốt 9 tháng mang thai chỉ nằm một chỗ không nhúc nhích, làm mọi thứ trên giường kể cả gội đầu lau người, đến khám thai mà chồng còn phải bế đi suốt quá trình là đủ biết rồi đấy. Vậy mà khi sinh con, chị đẹp vẫn còn phải trải qua một trải nghiệm nhớ đời. Khali cũng không khá hơn là bao, vốn có tiền sử sức khỏe yếu nên 3 tháng đầu gần như nữ diễn viên bế quan tỏa cảng mọi mặt từ ăn uống, ngủ nghỉ tới đi lại. 10 giờ là đi ngủ, ở yên trong phòng, không đi chơi, chỉ trừ khi đi khám thai mới ra ngoài. Thậm chí Khali còn không đi xuống cầu thang luôn. Bác sĩ không yêu cầu chị đẹp này phải khắt khe tới như vậy nhưng vì trước đã không may mắn một lần nên cả Khali lẫn chồng đều mang tâm lý lo lắng. Và cuối cùng gia đình chị đẹp đã đón được con gái đầu lòng rồi.